Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì em đang có một chiếc xe di chuyển trong phố rất là tuyệt vời, mà là một mẫu xe hạng sang. Tầm tiền bây giờ của chiếc xe này thì nó cũng rất là dễ dàng tiếp cận. Anh chị và các bạn đang quan tâm về chiếc Mercedes-Benz GLC 200 sản xuất năm 2020 có ngoại thất trắng, có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho anh chị và các bạn cùng tham khảo qua. Về tổng sơ qua thì anh chị bạn có thể thấy là lớp sơn si của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Và cùng với đó thì ở phần đầu xe nổi bật với những chi tiết hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED in high performance với đèn hiệu suất cao cho anh chị và các bạn cái khả năng chiếu sáng tốt. Cùng với đó thì có trang bị như là mặt ca lăng với những cái chi tiết thanh lan to bản tạo vẻ hầm hố, cũng như là sang trọng khi nhìn vào phần đầu xe, tính năng an toàn cảm biến trước sau được trang bị đầy đủ. Với dàn mâm này thì trang bị mâm hợp kim với 5 chấu kép, kích thước là 18 inch và một dàn lốp của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày, lốp Ferrari. Và đến lốp của chiếc xe này là tuần thứ 36 của năm 2023. Đấy, lốp mới thay cả dàn. Anh chị và các bạn mua những chiếc xe đã được thay dàn lốp thì cũng mình sẽ tiết kiệm được khoản chi phí về thay thế phụ tùng. Đăng kiểm phí đường bộ của chiếc xe đến tháng 9 năm 2025. Xe này thì đăng ký biển Sài Gòn anh chị nhé. Đấy, các bác có thể nhìn qua giúp em dọc thân xe. Với bản GLC 200 thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn hai phiên bản, đó là GLC 200 và GLC 200 Formatic. Với bản Formatic thì nó sẽ trang bị đầy đủ nhiều cái tính năng hơn, hệ thống loa boom, rồi là một số các tính năng option khác nữa. Đấy, với bản GLC 200 này thì nó sẽ phù hợp với những anh chị và các bạn cần một chiếc xe di chuyển trong phố nhỏ gọn với những tính năng cơ bản đầy đủ thôi. Tuy vậy thì đường trường nó vẫn mang lại cho anh chị và các bạn cái cảm nhận cũng như là cái cảm giác lái tốt về hệ thống dẫn động, chất lượng keo chỉ, đinh tán ốc ác của chiếc xe thì em quay đầy đủ rõ ràng cho các bác có thể tham khảo. Và ở những cái đời này thì nó đã được trang bị cho anh chị và các bạn như là lốp sơ cua, lốp nhỏ. Các phần thùng cốp của chiếc xe thì tất cả các chi tiết từ những phần đinh tán rồi là chấm phẩy sơn nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản, hay là những cái vị trí vét keo của nhà sản xuất anh chị và các bạn có thể nhìn qua và cảm nhận với em về phần đuôi xe này không hề hiện tượng bị đâm va hay sửa chữa thay thế gì cả. Những cái phần ly lông của chiếc xe nhiều chi tiết vẫn còn. Cốp thì sử dụng là hệ thống cốp chỉnh điện anh chị nhé, giúp cho anh chị và các bạn đóng mở cốp nó sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Đây kiểu dáng của chiếc xe ở khi nhìn từ phía sau anh chị ạ. Với GLC 200 thì nó sẽ có nhỏ gọn hơn so với GLC 300 và có những cái tính năng của nó thì nó cũng vừa đủ. Với mức tiêu hao nhiên liệu anh chị có thể tham khảo qua đây, một cái mức tiêu hao nhiên liệu đáng để anh chị và các bạn cùng quan tâm và tìm hiểu. Các chi tiết như là hệ thống táp ly cánh cửa này, rồi là những cái phần hệ thống ốp gỗ với những cái phần loa thì được trang bị loa thường, nhưng nó vẫn mang lại cho anh chị và các bạn đầy đủ các cái trải nghiệm tốt nhất. Đấy, đây là những con ốc bản lề này anh chị này, hay là bậc lên xuống ghế ngồi của chiếc xe. Chất lượng ghế da của một chiếc xe sản xuất năm 2020 các bác có thể nhìn qua, hàng ghế thứ hai gần như không có sử dụng nên chất lượng của nó vẫn còn rất là đẹp anh chị ạ, da rất là mềm. Có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống tựa đầu này, giảm chấn này, hay là hệ thống bệ tì tay tích hợp ly để cốc đầy đủ, có hộc để đồ nhỏ phía bên trên đây. Đấy, rồi là những cái phần như cửa gió, điều hòa trung tâm, cổng tẩu thuốc có được trang bị đầy đủ hết. Và tiến tới cái không gian khoang lái của chiếc xe thì anh chị và các bạn hãy cùng quan sát với em từ những phần cánh cửa đi vào. Các thông số kính của chiếc xe đều là liền đời hết anh chị nhé. Táp ly với những cái chi tiết khấu hao của chiếc xe sau một thời gian sử dụng. Đấy, đây là những cái chi tiết mà anh chị có thể đánh giá được cái độ hao mòn những quá trình sử dụng. Các phím chức năng, hệ thống nhớ ghế, 3 vị trí ghế lái, ghế phụ được trang bị đầy đủ hết. Hay là hệ thống vô lăng bọc da ốp gỗ này, có tích hợp là giới hạn tốc độ, rồi là đàm thoại, các phím điều chỉnh chức năng, cần số sau vô lăng, hay là vô lăng chỉnh điện. Lấy chuyển số thể thao, màn hình hiển thị thông tin với cái màn hình giao diện tiếng Việt rất là sắc nét với độ phân giải cao, gương chống chói tự động, rồi là những cái chi tiết tính năng an toàn, tút bát điều khiển của chiếc xe đều được trang bị đầy đủ hết rồi. Kiểu dáng của chiếc xe thì nó cũng rất là đẹp và ưa nhìn, và nội thất của chiếc xe anh chị có thể thấy qua.
hiện trạng nó vẫn còn rất là mới và đáng để anh chị và các bạn cùng quan tâm. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe để cảm nhận với em. Với khối động cơ của chiếc xe này, nó sử dụng cho anh chị và các bạn cái khối động cơ là máy 2.0, nó mang lại cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm nó cũng rất là tuyệt vời. Những cái chi tiết lắp cabo hay là những cái phần thanh răng mối nối của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể cùng theo dõi với em đây. Anh chị và các bạn cần xem chi tiết rõ hơn ở những cái phần nào trên chiếc xe thì mình có thể trao đổi trực tiếp cùng em theo số điện thoại trên màn hình để nhận các ưu đãi hỗ trợ tốt nhất từ cửa hàng. Xin cảm ơn.